Hello mọi người, lại là mình đây. Hồi đang ở trên xe anh Đạt, nhưng mà không phải anh Đạt lái đâu, anh Vin lái này, Vin tí hon. Đợt ra mọi người, hôm nay là thằng Hải Phong mới đầu tư cái GoPro mọi người ạ. Anh rõ ràng. Nhưng mà tình hình là anh em mình đi đâu nhỉ? Đang đi rửa xe trong thời tiết mưa phùn như này. Em quay cho mọi người thời tiết hôm nay. Mọi người thấy ai trời mưa đi rửa xe chưa mọi người? Trời mưa đó là mưa rất là bẩn, mưa cả ngày luôn. Mưa nhưng vẫn đi rửa xe. Mà vẫn đi rửa xe chứng tỏ là đại gia. Mình là xe lúc nào phải sạch kể cả khi trời mưa. Rõ ràng đúng không? Nhưng bạn đang yên đang lành thì anh đi rửa làm gì đấy anh? Đang yên đang lành thì em rửa. Đơn giản là anh thích sự sạch sẽ. Và con người anh lúc nào cũng tạo nên sự sạch sẽ, quên mất không thắt dây an toàn để anh thắt dây an toàn rồi. Đấy, anh thích sự sạch sẽ, đơn giản đấy thôi. Anh là một người cực kỳ là sạch. Đấy. Đường rất là bẩn, xe cộ này. Đó. Mưa cả ngày, mưa gọi là mùa này gọi là mùa gì anh nhỉ? Mùa mùa nôm đúng không? Hai tuần mình tắm một lần. À mà một ngày mình tắm hai lần. Hai tuần mình tắm một lần. Nhầm. Nó lại tắt thì kia. Không phải tắt đâu, nó từ thế đấy, nó tự tắt màn hình, tiết kiệm pin, còn nó vẫn quay mà. Nói chung là thế này, đi rửa xe để đi chụp ảnh. Trời mưa gió này, mình đạp villa kêu mình chạy lóc cóc đi mua mấy cái ô. Trời mưa đi chụp ảnh, mua ô về đi chụp ảnh này, mua chụp ảnh gọi là couple đấy anh nhỉ. Chụp ảnh đôi gọi là ảnh couple anh nhỉ. Ảnh coupe. Couple đúng không? Đó. Coupe. Nên là bây giờ anh em mình sẽ đi rửa xe, sắp đến chỗ rửa xe rồi. Đấy. Tình người khi trắng khi đen. Trắng với đen thì chỉ có đi đánh bài thôi. À, tình hình là đến chỗ rửa xe rồi nha mọi người. Tình hình là đến chỗ rửa xe rồi nhưng mà trời mưa người ta không rửa xe. Chỗ rửa xe chắc kiểu hóng trời mưa để được nghỉ lắm với những nhân viên ấy. Đấy, đến không thấy ai cả. Để anh Duy tí hon gọi. Bây giờ sẽ gọi điện cho bên tài khoản của quý khách. Hết tiền rồi. Bịp. Bịp rồi. Hay là nhầm số, hai số đúng không? Alo. Alo anh có rửa xe hôm nay, anh có rửa xe không anh? Vâng, hôm nay thì mưa, em tiện em đi sửa cái máy anh ạ. Em đang ở cửa quán anh đây mà không thấy. Vâng, em đang đi tháo cái máy, em mang đi sửa điện trời mưa. Ok ok. Buổi đi sửa máy luôn. Vâng ạ. Ok, em cảm ơn anh nhé. Dạ vâng ạ, vâng, hẹn anh công tác nhé. Dạ vâng ạ. Thế là thôi. Tình người khi trắng khi đen. Nhưng khi này là đen này. Khi này là đen đúng không? Ừ. Bây giờ thì rửa xe đâu được. Chỗ quen nhất thì hay rửa ở đây rồi. Anh về lấy rẻ lau à? Không, rửa xe. Bình thường lau thì lấy cái khăn mềm lau vẫn được mà. Người ta hay lấy khăn mềm lau ấy. Hay là về châu Quỳ, về chỗ chọc châu Quỳ là có không? Có, chắc có đấy. Có, để anh xem. Rồi. Mình thấy trời là sắp tối rồi đấy. Anh Đạt thì đang thay đồ, còn Vi thì đang make up. Đấy. Không hiểu kiểu gì. Mạng make up kiểu gì nhỉ? Đi 4 quán rồi. Đi 4 quán rồi mới có chỗ rửa này. Đi 4 quán rồi đấy. Ngồi đi anh. Đấy. Trời mưa người ta không nghỉ. Nó có nhầm trời mưa người ta nghỉ hết rồi. Vô đây, vô đây. Vô đây, vô đây, vô đây. Ôi. Rửa nhanh về còn chụp ảnh. Chúng ta quý sẻ, đẹp dài luôn, ngon luôn. Mặc vest mà đi Louis Vuitton.
Vẫn cứ là Louis Vuitton đúng không? Ok. Cả đời nó tươi đúng không? Đấy. Là vui vẻ. Vui vẻ đúng không? Đấy. Bây giờ là anh muốn chụp lấy cả căn biệt thự đúng không? Đi. Chồng đi. Và đây là tiếp tục công cuộc gọi là chụp ảnh cưới chị Hana. Chị mày đâu rồi? Tôi xin tốt vào đây chị. Bye bye mẹ chồng nha. Dạ em chào chị. Chị ơi nét đi cam người ta quay hả Vi? Quay học trường đi. Ding ding ding. Cho mấy đứa một tí này. Rồi, 1 2 3. Ui. Tựa xe này, anh đứng tựa xe, một tay cầm cái quần này. Đó, một tay cầm vào đây này. Rồi, đó. Xoay phải. Rồi, Vy, một tay ba xoay này. Test nào, test này, test này, test này. Một. Đấy, đúng rồi, rút, 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 rút. Ok, ok, ok. Ok, ok. Ăn một tay. Ok, quyết. Cầm một tí này, cầm một tí. Cầm một tí nha. Tay này, cùng nhìn vào tay này, anh đặt ôm vào.
cưa lại nào rồi. Cùng nhìn máy này, lúc camera này. Rồi, kia nhá, chụp này. Chưa, nhờ đi. Quay mặt vào nhau rồi nè. Quay mặt vào nhau. Đấy, mọi người thấy đấy, bộ ảnh của mình chụp chỉ mất 15-20 phút thôi. Rồi, thế mà nói chung là công tác chuẩn bị nó lâu thôi, make up này, trang phục các kiểu thì nó lâu thôi. Chứ còn chụp thì nhanh, về Photoshop thì cũng hơi lâu một tí. Trời thì hôm đấy thì cũng là hơi mưa nên là nói chung là thời tiết nó không đẹp lắm, nên là ảnh thì mình cũng cố gắng hết sức rồi. Hy vọng là mọi người sẽ thích. Đấy, mọi người xem xong nhớ like này, subscribe này, chia sẻ cho mình để mình có động lực ra nhiều clip hơn nữa nha mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Cảm ơn mọi người.